Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Hôm nay tại thành phố Hạ Long diễn ra khai mạc Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ETOP lần thứ 17. Với hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cùng nhiều giá trị nổi bật, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện quy mô quốc tế. Sau 25 gián đoạn do đại dịch Covid-19, lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ vừa được tổ chức trở lại tại thành phố Hải Phòng, thu hút đông đảo nhân dân du khách tham gia trải nghiệm. Lạng Sơn tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cắt giảm thời hạn giải quyết, hạn chế tối đa hồ sơ chậm hạn, tạo sự hài lòng cho cá nhân tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là bức tranh phục hồi tươi sáng của du lịch Quảng Ninh. Sự tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch đóng góp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh. Quảng Ninh không chỉ là trung tâm du lịch của Việt Nam với lượng khách du lịch thuộc top đầu cả nước, mà còn ngày càng khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, khi đón nhận hàng loạt danh hiệu du lịch uy tín và là điểm đến của các sự kiện quy mô quốc tế. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10, Quảng Ninh là điểm đến của Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ETOP lần thứ 17, với sự tham gia của 10 địa phương đến từ 10 quốc gia trong khu vực Đông Á. Đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành du lịch trong bối cảnh bình thường mới. Việc được lựa chọn đăng cai sự kiện khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng của tỉnh Quảng Ninh trong các diễn đàn tổ chức quốc tế trên nhiều lĩnh vực, nhất là du lịch. Chúng ta có thể tổ chức được ETOP lần thứ 17 lần này, và sau khi mà chúng ta đã hoãn hai lần năm 2020, năm 2021 và đến nay 2022 thì có thể tổ chức lại, thì cũng theo tôi là một cái tín hiệu rất là đáng mừng và có ý nghĩa rất là lớn, không chỉ đối với ngành du lịch mà đối với cái việc mà kiểm soát được dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội nói chung của Việt Nam, của Quảng Ninh cũng như là của các tỉnh thành viên của ETOP. Cùng với ETOP, hàng loạt sự kiện tầm cỡ quốc tế đã được tổ chức thành công tại Quảng Ninh như SEA Games 31, kỳ họp của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Các điểm đến doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh cũng liên tiếp đón nhận nhiều danh hiệu quốc tế uy tín. Vịnh Hạ Long, một loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm đến trở thành những cái tên quen thuộc tại Giải thưởng Du lịch Thế giới hay danh sách các điểm đến hàng đầu thế giới nhiều năm liên tiếp. Với cái giải thưởng này thì chúng tôi cũng thấy đấy là một cái nghĩa vụ rất là lớn để chúng tôi phải cố gắng để không chỉ là về cái nền tảng hạ tầng mà cả cái chất lượng dịch vụ đi kèm cũng phải đảm bảo chất lượng và làm sao mang lại cái ý nghĩa cho tỉnh cũng như là cho quốc gia. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn đây là cái tiền đề để chúng tôi thúc đẩy nhiều cái chuyến bay hơn nữa, không chỉ trong nước mà cả ra nước ngoài. Mới đây, Hạ Long, Quảng Ninh là một trong những điểm đến đón du thuyền Le Lac des Rousses của hãng Ponant Pháp cùng đoàn du khách đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp, Đức, Canada. Đây là du thuyền thuộc phân khúc cao cấp, phục vụ không quá 150 khách mỗi chuyến với những dịch vụ đẳng cấp. Thật hạnh phúc khi được đi du lịch trở lại sau thời gian dịch bệnh. Trước Covid-19, tôi đã từng đến Hạ Long. Nơi đây rất đẹp, rất đáng nhớ, con người thân thiện. Tôi tin rằng mình sẽ tiếp tục có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây. Dự kiến từ nay đến đầu năm sau, nhiều hãng tàu biển hạng sang mang theo hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng sẽ đến du lịch Quảng Ninh. Hạ Long, Quảng Ninh là một trong những điểm đến tại Việt Nam được du khách quốc tế quan tâm tìm kiếm nhiều nhất, khẳng định sức hấp dẫn của thương hiệu du lịch Quảng Ninh với bạn bè du khách quốc tế. Chuẩn bị cho Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ETOP lần thứ 17 khai mạc vào sáng nay. Cùng với các nhiệm vụ khác, công tác y tế phục vụ đại hội cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tại khách sạn Royal Hạ Long, các kíp phụ trách thường trực y tế đã có mặt đầy đủ cùng các trang thiết bị và tư y tế cần thiết, sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh. Kíp này sẽ nhận nhiệm vụ thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại khách sạn từ nay đến khi hội nghị kết thúc. Tại chúng tôi đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ạ. Thứ nhất là về nhân lực, thứ hai là về trang thiết bị vật tư, thứ ba là về các xe cấp cứu, lúc nào cũng sẵn sàng và thường trực 24/24 tại khách sạn, để có bất kỳ vấn đề gì thì chúng tôi sẽ cấp cứu ngay lập tức ạ.
Bên cạnh công tác thường trực cấp cứu, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã được giám sát chặt chẽ. Trước khi ETOP khai mạc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đã có nhiều cuộc kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nơi phục vụ ăn uống cho đoàn đại biểu, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những quy định chưa được thực hiện nghiêm túc. Từ nguyên liệu đầu vào đến xuất nhập hàng và tất cả các khu sơ chế, trước khi mình ra thành phẩm đều phải kiểm tra chất lượng những món ăn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ cho đoàn tốt lần này. Trong thời gian diễn ra hội nghị thì chúng tôi cũng bố trí các cái cán bộ trực tại các cái cơ sở mà có phục vụ ăn uống cho hội nghị. Chúng tôi sẽ giám sát việc thực hiện của các cái cơ sở, và nếu như có những cái vấn đề mà vi phạm thì chúng tôi sẽ nhắc nhở để điều chỉnh ngay. Ngoài địa điểm tại khách sạn Royal Hạ Long, ngành y tế cũng đã bố trí các kíp y bác sĩ thường trực đồng hành cùng đoàn đại biểu ETOP trong tất cả các lịch trình tại Quảng Ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Công tác xử trí các vấn đề phát sinh như ca mắc COVID-19 hay các dịch bệnh khác đều đã được lên kế hoạch sẵn sàng nhằm đảm bảo một kỳ đại hội ETOP thành công. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ vừa được tổ chức trở lại tại thành phố Hải Phòng. Sự kiện do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam phối hợp với tổ hợp khu công nghiệp Deep Sea tổ chức. Tại lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ, du khách được thưởng thức hơn 20 loại bia mang hương vị đặc trưng, nhập khẩu trực tiếp từ Bỉ, đồng thời có cơ hội nếm thử các món ăn được chính các đầu bếp từ Vương quốc Bỉ chế biến tại 16 gian hàng bài trí độc đáo, mang đậm phong cách châu Âu. Đáng chú ý, trong 3 ngày diễn ra lễ hội từ 21 đến hết 23 tháng 10, công chúng Hải Phòng có cơ hội thưởng thức âm nhạc sôi động cùng phần biểu diễn nghệ thuật âm thanh do các nghệ sĩ DJ nổi tiếng của Việt Nam cũng như từ châu Âu, Nga và Hàn Quốc. Và mình rất là vui khi được quay trở lại cái hoạt động này. Mình thấy cái không khí rất là nhộn nhịp và cái hoạt động này của Deep Sea đem văn hóa Bỉ đến gần với mọi người ở đây hơn. Chúng tôi yêu Việt Nam, chúng tôi yêu Hải Phòng và chúng tôi đã đến đầu tư ở đất nước xinh đẹp này 25 năm rồi. Và chúng tôi muốn mang lại một cái điều gì đó cho người dân của thành phố. Và đấy là lý do chúng tôi tổ chức lễ hội bia Bỉ. Không phải chỉ để chào mừng 25 năm ngày kỷ niệm thành lập của Deep Sea, mà là còn bởi vì đánh dấu những gắn bó, những hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ. Với sự chuẩn bị chu đáo, quy mô, lễ hội văn hóa và ẩm thực Bỉ thu hút từ 7.000 đến 10.000 người tham dự. Trải nghiệm văn hóa Bỉ, trái tim châu Âu giữa lòng thành phố cảng. Sự kiện góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị lâu dài và sâu sắc cả về kinh tế, văn hóa giữa Vương quốc Bỉ với Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng ngày càng bền vững. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 tới đây, tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, lần đầu tiên diễn ra lễ hội Sắc Thu Hồ Ba Bể với nhiều hoạt động như trưng bày sản phẩm ô cốp, nông sản địa phương và các hoạt động ngoài trời như đua thuyền kaya, hành trình xe đạp, dù lượn. Thông qua lễ hội nhằm gìn giữ nét đẹp văn hóa các dân tộc, đồng thời quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người và các sản phẩm du lịch Ba Bể đến với du khách trong và ngoài nước. Cách Hà Nội 230 km, Hồ Ba Bể là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và cũng là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất của Việt Nam, nằm trong vườn quốc gia Ba Bể, nơi được công nhận là khu du lịch quốc gia Việt Nam. Cải cách thủ tục hành chính góp phần rất quan trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với số lượng thủ tục và hồ sơ tiếp nhận tương đối lớn, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cắt giảm thời hạn giải quyết, hạn chế tối đa hồ sơ chậm hạn, tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức. Ghi nhận tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, huyện Bắc Sơn đã xây dựng và ban hành các kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị và các cơ quan trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tập trung vào cải cách những cái giải quyết các cái thủ tục hồ sơ cho phụ huynh học sinh, đặc biệt là công tác chuyển trường đối với học sinh và cái cấp lại văn bằng chứng chỉ cho học sinh. Thời gian qua thì đối với phòng giáo tạo thì cái việc mà cấp lại các cái hồ sơ liên quan đến phụ huynh học sinh thì đảm bảo 100% là đúng hẹn. Huyện Bắc Sơn cũng đã chú trọng rà soát, lựa chọn những thủ tục hành chính phù hợp để trình cắt giảm thời hạn giải quyết và triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong quý 3 đã thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 9.300 hồ sơ.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã tiếp nhận trên 14.100 hồ sơ. 100% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số đã đạt nhiều bước tiến, góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. Trong cái thời gian tiếp theo, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng sẽ tập trung triển khai đầy đủ và thực hiện các cái văn bản của Trung ương, của tỉnh về cái công tác cải cách hành chính. Trong đó thì trọng tâm là các cái mục tiêu trong nghị quyết số 76 ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện Bắc Sơn. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp ngày càng được cải thiện theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch và hiện đại. Thời gian tới, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường triển khai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng xu hướng phát triển của cuộc cách mạng 4.0 và việc chuyển đổi số trong giai đoạn sắp tới, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý về thị trường tiêu dùng. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, 9 tháng năm nay, toàn thị trường tiêu thụ khoảng 300.000 xe các loại, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng xe du lịch tăng mạnh đến 78%. Dự kiến cả năm 2022, toàn thị trường tiêu thụ hơn 400.000 xe, cao hơn mức 320.000 xe của năm 2019, thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Nhờ mẫu ô tô bán chạy thường xuyên cháy hàng, khách hàng muốn mua phải đặt cọc trước và chờ từ vài tuần đến vài tháng, có thể sang năm sau mới nhận được xe. Giá vé máy bay trạng quốc tế dành cho các dịp lễ Noel và Tết Dương lịch năm nay đang tăng từ 30% đến 70% so với thời điểm trước dịch COVID-19. Các hãng hàng không Việt Nam cho biết số lượng các tuyến bay quốc tế mới phục hồi một nửa so với 2 năm trước. Đặc biệt, tần suất các chuyến bay bị giảm dẫn đến số lượng vé máy bay giá rẻ không nhiều như trước. Dự báo về giá vé trong thời gian tới, nhiều hãng cho rằng sẽ còn tăng cao khi chi phí về nhân công, nhiên liệu trên thế giới liên tục biến động. Ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu đến 40% để kích cầu mùa thấp điểm vận tải khách. Cụ thể, đường sắt tiếp tục thực hiện chương trình 4.500 vé kích cầu giảm giá đối với tất cả các loại chỗ trong tháng 10. Đến nay đã bán được 3.310 vé. Như vậy, vẫn còn nhiều cơ hội cho hành khách mua vé đi tàu theo chương trình này. Ngoài ra, hành khách mua vé cá nhân trước ngày tàu chạy từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5% đến 40% giá vé tùy vào thời gian đi tàu. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đã nộp hồ sơ để mở cửa xuất khẩu chính ngạch khoai lang, bưởi và dừa vào thị trường Trung Quốc. Trong tuần này, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến vùng trồng và cơ sở đóng gói khoai lang của Việt Nam để xem xét chấp thuận cho sản phẩm xuất chính ngạch. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là tín hiệu vui thúc đẩy nông dân gia tăng diện tích. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 11 loại quả được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, vải, sầu riêng và chanh dây. Nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã xác định mục tiêu trong năm nay phải trồng ít nhất 2.000 hectare lim rổi lát để bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao chất lượng rừng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mục tiêu này, đến nay qua hơn 9 tháng, huyện Hải Hà đã trồng được hơn 174 hectare rừng gỗ lớn, đạt trên 95% kế hoạch của địa phương. Anh Tôn Sĩ Thanh có hơn 2 hectare ở thôn Quang Lĩnh, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà. Tháng 7 năm nay, từ nguồn vốn xã hội hóa cây giống của huyện Hải Hà, gia đình anh đã mạnh dạn đăng ký chuyển toàn bộ diện tích trồng keo sang trồng rổi. Gia đình tôi cũng được hỗ trợ cây giống 2.000 trên 2.000 cây giống và cái trồng đến bây giờ cũng được hơn 3 tháng rồi. Nên là nhìn tỷ lệ sống và phát triển như thế này, cái tỷ lệ sống của cây thì có thể là đạt đến 80-90%. Trên cơ sở kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2022, huyện Hải Hà trồng 180 ha cây rừng gỗ lớn. Huyện đã rà soát quỹ đất ở các xã có điều kiện lập địa phù hợp để trồng và tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ trồng rừng. Trước thì cũng gia đình cũng đã trồng keo và bạch đàn, nhưng thực hiện về nắm bắt được cái chủ trương, và hai nữa là cũng muốn là để cái trong cái biến đổi khí hậu cũng bảo vệ môi trường, chúng tôi cũng mạnh dạn là trồng những cây gỗ lớn để
có cái về sau này thì những cây gỗ lớn này nó có cái giá trị kinh tế rất là cao, như là như cây dổi xanh này thì có thể là vừa thu hoạch được cả hạt, và thứ hai nữa là thu hoạch được gỗ thì tầm độ 3-40 năm sau thì cái gỗ nó có, cái dổi này có giá trị rất lớn. Huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với ủy ban các xã tiếp tục tuyên truyền vận động người dân để hưởng ứng cái chương trình trồng cây gỗ lớn, và đặc biệt là để phát triển kinh tế cho hộ gia đình cá nhân từ cái rừng, từ rừng sản xuất sang rừng gỗ lớn. Trong quá trình trồng rừng gỗ lớn, huyện Hải Hà còn nhận được nguồn xã hội hóa từ các cơ quan doanh nghiệp ủng hộ hơn 1 vạn cây giống rừng gỗ lớn để hỗ trợ cho các hộ dân đăng ký tham gia trồng rừng. Qua đó góp phần cùng với cả tỉnh trồng được hơn 2.200 hecta rừng gỗ lớn tính đến thời điểm này, tăng 10% so với chỉ tiêu nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ năm 2021 đến nay, có gần 1.000 lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tham gia đào tạo nghề, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế xã hội của địa phương, ghi nhận tại huyện Bà Chẻ. Sau 8 tiếng làm việc, anh Đặng Văn Thái, thợ lò tại công ty cổ phần than Mông Dương, được xe đưa đón công nhân đưa về điểm tập trung tại thị trấn Bà Chẻ, sau đó tiếp tục đi xe máy trở về nhà ở thôn Bắc Văn, xã Thanh Sơn, cách trung tâm huyện Bà Chẻ 18 km. Đây là năm thứ hai anh Thái gắn bó với nghề thợ lò, tuy vất vả nhưng thu nhập tương xứng với công sức bỏ ra. Từ một hộ nghèo, nhờ được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, gia đình anh Thái đã thoát được nghèo và có của ăn của để. Huyện và ngành than lên đến tận các vùng bản để tuyển dụng công nhân. Sau khi kết thúc khóa học là chúng tôi có việc làm luôn và có thu nhập đều, bình quân là từ 20 đến tầm 25 triệu một tháng. Và đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống gia đình của chúng tôi. Đào tạo nghề cho lao động trẻ gắn với giải quyết việc làm để chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông thôn là một trong các nhiệm vụ giải pháp được ưu tiên thực hiện hàng đầu, phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh ngành than đang cần lực lượng lao động lớn, từ năm 2021 đến nay, các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà tăng cường tuyên truyền tới từng thôn bản về chính sách tuyển dụng, cơ hội việc làm, điều kiện làm việc, chế độ tiền lương của ngành than để có định hướng phù hợp cho người lao động. Mục tiêu của huyện đến năm 2025 là có tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 87%. Từ đó tăng cơ hội việc làm để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đây là yếu tố then chốt để giảm tỷ lệ hộ nghèo. Vì vậy, chúng tôi đã tập trung phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tư vấn, tuyển dụng, lao động. Trong đó, riêng ngành than đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng trên tháng. Cùng với khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động trẻ tham gia đào tạo, làm việc trong ngành than và các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, các cấp ngành địa phương còn phối hợp đẩy nhanh tiến độ mở các lớp hỗ trợ đào tạo nghề, trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Năm 2021 và 9 tháng năm 2022, có 824 học viên là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, góp phần tăng cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm, tăng thu nhập. Hiện tại chúng tôi đang học cái nghề lớp đào tạo lái xe và cũng được nhà nước quan tâm và hỗ trợ học phí và tiền ăn để giúp chúng tôi cải thiện một số kinh phí về học tập, và sau đó giúp chúng tôi học tập để có một cái bằng lái xe sau này để chúng tôi sẽ đi học lái thuê để giúp cho gia đình sẽ thu nhập ổn định hơn. Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh, trọng tâm là đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Thu nhập bình quân đầu người khu vực này tăng từ 46,1 triệu đồng một người năm 2020 lên 52,5 triệu đồng một người năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng lõi nghèo giảm nhanh và sâu. 9 tháng năm 2022, Ba Chẻ giảm 74 hộ nghèo, 185 hộ cận nghèo. Toàn huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.